Tết phải có cặp. Như vị ngon phải nhân đôi. Aji ngon cho món Tết đậm đà vị đầu, ngon lấu hậu vị. Có Aji ngon, Tết ngon nhân đôi. Chào chú Huyền Linh, chào cô Lê Lộc. Dạ chào cô. Chào ông dạ. Tôi tên Nguyễn Thị Mừng, đến từ Sóc Trăng. Nguyễn Thị Mừng hả? Dạ. Sóc Trăng ở huyện nào? Huyện Long Phú. Dạ xin mời chị ạ. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào chị Lê Lộc và chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thúy Liễu, hôm nay em 26 tuổi, đến từ Sóc Trăng. Em làm dâu 6 năm rồi nhưng mà chỉ ở chung với ba mẹ chồng 2 năm đầu thôi. Em ra riêng được 4 năm rồi. Dạ. Mình mới đoạt hoa hậu hả chị hay? Đẹp quá. Phụ nữ đều là hoa hậu. Dạ. Em muốn làm thế này cho xinh hơn thôi. Thế nào con lệnh cảnh cho chú mượn chú đội thử cho nó vui. Ôi chưa kịp mượn luôn á. Mẹ chồng cũng nàng dâu xinh nha. Dạ. Mẹ chồng cũng xinh, nàng dâu cũng xinh nữa. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì mẹ chồng cảm nhận như thế nào? Lần đầu tiên á, con bé này nó về nhà chị đang đón cha chị. Tại vì ngay cái lúc ấy á, thì con trai chị nó đi bộ đội về á. Cái nó đến nhà nhìn nó, bé này sao nó dễ thương quá. Nhưng mà nhìn kỹ lại chân mày nó dữ, chắc dữ lắm. Chân mày đậm mà dữ ha. Chắc vậy. Mà có dữ không con? Cứ vậy nó dữ thiệt. Trời ơi. Nhìn bé thì nó nhỏ xíu mà nó có gan thiệt, nó lại đến nhà mình mới đi đón bạn trai mà giờ là con của mình nữa chứ. Nhìn chà, sao mê trai dữ ta. Giống tôi. Là lúc đó cảm thấy là cũng có một cái gì đó tương đồng phải không cô hả? Đúng rồi, thấy, thấy thương, thấy thương. Rồi không biết nàng dâu khi mà ngay cái thời điểm đó đến nhà bạn trai rồi gặp mẹ chồng tương lai luôn nữa, cái cảm giác lúc đó như thế nào, có sợ không? Lúc đó cũng hồi hộp lắm chị. Mình đi đón chồng thì mình một mình đến thôi. Thì lúc đó thấy mẹ thì em thấy, em nghĩ chắc là mẹ hơi khó tính, tại vì thấy mẹ ít nói mà mẹ cứ nhìn em hoài. Dạ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Cái ngày đầu tiên mà về làm dâu thì con dâu có hoàn thành trách nhiệm với nàng dâu hay không? Mới đầu về thì chị nghĩ mình là bà vợ chồng của người ta rồi, cho nên mình phải thương, thương nó, thương trước và thương nhiều nữa. Dạ. Như vậy nó mới thương mình lại. Nấu cơm, nấu nước, giặt giũ gì trong nhà sao? Bà chồng làm hết. Nấu cơm cái gì là lúc đó em có phụ chút thôi. Còn giặt giũ thì cũng tại mẹ em. Tại vì lúc đầu hồi lúc mà mới cưới về, qua 2 hôm sau thì quần áo nhiều lắm. Cái em với lại em chồng em là đứa em gái á, hai đứa mới giặt. Mẹ em mới la chồng em: trời Liêm, sao mày không tiếp nó, mày để nó giặt một mình vậy. Cái chồng em vô giặt. Cái khoảng tuần lễ sau, hai vợ chồng chỉ giặt đồ hai chồng thôi. Mà em thì hơi bị lười, một tuần em mới gom giặt một lần. Mẹ em về thấy em giặt một mình, mẹ em cũng la chồng em: trời sao mày giặt, để nó giặt nhiều như vậy. Từ đó về sau là 6 năm rồi là chồng em giặt đồ thôi. Trời ơi, rè rè luôn ha. Trời, mẹ em có hối hận gì câu nói năm đó. Từ ngày về làm dâu mình có gặp khó khăn gì không chị? Khó khăn thì không, tại vì trước khi về làm dâu thì em có khoảng thời gian em đi học, em cũng ở trọ ở xa, em cũng quen rồi. Với cả là khi về thì ba mẹ em dễ tính lắm, về thì em cũng có công việc riêng á, cho nên là nhiều khi hôm nào mà mẹ thấy em ngủ chưa có thức, hay là mẹ thấy thức khuya mà sáng mẹ dậy không nổi, thì mẹ thức dậy thì mẹ cứ làm cơm nước nhà cửa rồi hết, không có con phải làm cái này con phải làm cái kia cho mẹ, mà là người nào thức trước, người nào rảnh việc thì người đó làm. Vậy thì hai mẹ con mình có điểm gì giống nhau không, mẹ nói đi. Chắc làm đẹp quá hơn. Đúng rồi, trời, mặt quần áo á thì có thể thích mặc, mua sắm thích mua sắm mà mặc, có thể mặc qua mặc lại được hết. Cũng sai. Quần áo, giày dép đồ, mẹ em rất là thích đi cà phê mà thích đi chụp hình á. Em cũng vậy cho nên là rất hợp cái khoản này. Hai mẹ con có thích sống ảo không? Dạ, có. Thích lắm chứ. Vài bữa chạy bữa là rủ đi, mẹ ơi đi uống cà phê, hỏi có chụp hình không, chụp hình mẹ mới đi à. Có chơi Facebook chung không? Dạ có. Chơi Facebook của nhau á, kết bạn với nhau á, là thường hay có những cái tâm sự, tâm tư, tình cảm gì hay viết lên đó. Những lúc vui thì không sao, những lúc buồn thì mình có hay viết lên Facebook không? Tính của em thì em chỉ chia sẻ những cái hình ảnh cuộc sống, những cái điều vui vẻ, kiểu là tích cực thôi. Còn những cái tiêu cực thì em không có chia sẻ lên mạng xã hội. Vậy thì những cái điều tiêu cực đó mình giải tỏa bằng cách nào? Tiêu cực đó thì em tâm sự với chồng em, chứ không có nói với mẹ. Mẹ thì nhiều khi á, mình nói những cái chuyện mà hơi tiêu cực quá tác động tới tâm trạng mẹ em. Tại vì tính mẹ em thì kiểu là
À, em bé thật sự là vậy, mẹ em hay giống như là hay đa sầu đa cảm lắm á. Công việc mình có gì trục trặc mà mình nói với mẹ là mẹ lo, mẹ cứ suy nghĩ rồi mẹ cứ nhắn tin mẹ hỏi hoài. Mình thấy như vậy á làm mẹ khó ngủ nữa, cho nên là em ít có chia sẻ mấy cái tiêu cực. Có bao giờ chọc mẹ chưa? Thấy mẹ hiền quá. Em là suốt ngày chọc mẹ thôi. Chọc hoài vậy đó hả? Dạ. Ý là chọc vui hay là chọc mẹ giận? Dạ chọc vui thôi, nhưng mà không biết nhiều lúc phải chọc giận luôn á. Dạ, nhưng mà không biết nhiều lúc mà em cảm thấy vui mà không biết mẹ có thấy giận. Cái lúc mẹ giận thiệt á là cái lúc mà đi rủ đi uống cà phê á, chụp hình về hứa gửi cho mẹ mà lâu quá mới gửi. Sao mẹ không đòi liền? Đòi liền nó không trả. Gì kỳ vậy? Dạ. Sửa hình gì lâu quá vậy? Tại vì là em phải sửa hình, mẹ kêu vừa chụp xong về nhà là liễu cái hình cho mẹ đi con. Cái nó dạ dạ, nhưng mà mình không có nói ra là trời em còn phải bóp eo rồi kéo chân lên cái thứ. Không có gửi liền được, chỉnh một tấm là lâu luôn. Mà mỗi lần đi cà phê hay đi tiệc với mẹ là chụp nhiều dữ lắm. Bữa nào á là nếu mẹ đòi quá, bữa nào kiếm tấm nào gì mà đăng lên luôn. Không nha, chụp xong là coi máy liền hình xấu, xóa liền tấm này cho mẹ. Chừng nào chụp mà hứa bao đẹp mới cho chụp nha. Bao đẹp luôn. Chị là về làm dâu của mẹ được 6 năm rồi đúng không? À, dạ. Mình có em bé chưa? Dạ có, em bé em hơn 2 tuổi rồi. Rồi cái kỷ niệm mà lúc mà mang bầu rồi lúc sanh đó, kỷ niệm giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế nào? Có bầu á thì cái lúc có bầu á thì cưng lắm. Dạ. Không có cho đi đâu hay hoặc là chạy xe gì cũng phải là đợi cho Liêm chở hết. Dạ. Chứ không có đi một mình. Thương nó nhất là cái lúc nó sanh á. Ở trong phụ sản người ta nói là sanh thường, theo dõi sanh thường thôi. Nó chuyển dạ 2 ngày 2 đêm rồi cuối cùng hả đem nhỏ lên. Bác sĩ báo là mổ. Chị nghĩ cái cảnh mà mổ thấy tội nghiệp lắm, thấy thương nó lắm. Có mong con dâu là xin thêm cháu cho bà nội nữa không? Ừ, có chứ, có trai rồi bây giờ cũng muốn xin thêm đứa gái nữa. Có xin đứa gái nữa. Lúc đâu có khi mẹ chồng nàng dâu xin lượt nữa. Thật sự là đây là những người rất là hợp, còn trẻ trung mà. Dạ. Rất là hợp với nhau, thành ra chắc cũng không có những cái gì mâu thuẫn lớn, với lại mẹ chồng rất là hiền luôn. Mâu thuẫn thì không có, nhưng mà hồi lúc mà mới cưới về thì bắt đầu bị cháy khẩu vị ăn uống. Lúc về thì em ăn cái gì em ăn cũng mặn lắm, niêm cái gì cũng đậm hết. Còn mẹ thì ăn nhạt, nhưng mà mẹ nấu thì mẹ nấu nhạt, cho nên là mẹ hỏi ngon không em cũng nói ngon, trời ngon lắm mẹ, em đâu có dám góp ý. Thì lâu lâu em len lén em nêm cho nó đậm tí, hoặc là em thỏa thẻ với chồng em nói mẹ ơi cái món này mẹ nêm lạc quá con, mẹ nêm đậm chút cho vừa miệng. Em không có ra mặt chống đối, kiểu là cái gì cũng xui xui theo mẹ hết. Nhưng mà thọt chồng mình vô, mẹ em cũng biết, mẹ em biết là em kêu chồng em nhưng mà mẹ không có nói. Rồi 5 tháng từ từ cái khẩu vị ăn uống mẹ em thì ăn đậm hơn chút, em thì bớt chút, em ăn nhạt lại. Bây giờ thành ra là hợp. Con có khuyết điểm gì không? Có tật xấu gì không? Lúc mới về á, hai đứa nó đánh chung. Dạ. Mà nó còn ca còn hát nữa. Ủa vui. Vui mà. À. Bị tắm lâu á, bị mẹ la. Tắm đã lâu mà còn vô chổng ca. Vui à? Vui, vui thiệt. Mà làm chị hết hồn lần đầu tiên á. Mẹ chồng nàng dâu có thể nói là cũng rất là hợp với nhau. Thì trẻ trung, cùng gu, ăn uống rồi style này kia nữa. Từ ngày có nói về vợ, gia đình nó có sức sống, vui có tiếng cười vui hơn. Dạ. Hàng tuần á thì nó rủ hai đứa con nhỏ của chị á tổ chức nấu ăn uống, tổ chức sinh nhật cho thành viên ở nhà. Mẹ chồng rất là hiền, con dâu nói gì thôi, nói dữ chứ nó đâu có dữ gì lắm đâu. Hy vọng rằng chúng ta vẫn giữ được cái mối duyên này nó bền vững mãi mãi, vẫn vui như thế, vẫn yêu thương như thế nha. Mẹ chồng có muốn nói gì với con dâu trong ngày hôm nay không? Con có cái tính nóng á, sau này á con có thể dặn lại tiếng nữa, có gặp công chuyện trục trặc gì đó thì dù sao thì cũng có ba mẹ hai bên với chồng con đứng sau, lúc nào cũng luôn ủng hộ con hết. Yeah. Con thấy hiền như mẹ nè đúng không? Từ hôm về làm dâu tính mẹ đến nay là 6 năm rồi. Ngắn thì cũng không ngắn nhưng mà dài thì cũng không dài. Mẹ như vậy đối với em là tốt mà, cả ba chồng em nữa rất là hiền và đối xử với em khoan dung đó. Em biết là có nhiều lúc trong cuộc sống á có thể là ba mẹ không hài lòng em hoặc là có thể buồn em điều gì đó, nhưng mà ba mẹ cũng không bao giờ nói. Ở với ba mẹ em chưa bao giờ thấy em là con dâu luôn. Lúc mà ra riêng á ai cũng nói là trời mày ra riêng ở xuống, hoặc là không phải, cái gì cũng phải tự lo. Nhiều khi sáng thức dậy là lủi thủi cơm nước là cả ngày, còn ở với ba mẹ thì kiểu sung sướng hơn, ba mẹ thương hơn. Con chỉ mong là từ đây về sau là đoạn đường
của con với chồng con còn dài, cũng như là mẹ con mình cũng còn dài như vậy. Chỉ mong là những lúc mà con có làm gì lỡ cho ba mẹ buồn á, thì ba mẹ nói với con, dạy con đừng để trong lòng, cũng giống như là mấy năm nay vậy đó, để lúc nào mẹ con mình cũng khăng khít như vậy chứ. Rồi, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế. Cứ lâu lâu chạy về cho con ké ôm mẹ con gái.